Hiện nay, vẫn rất nhiều nhà nông sử dụng cách thủ công để tiêu diệt sâu bệnh, làm mất rất nhiều thời gian, chi phí và công sức, mà hiệu quả lại không hề cao. Vậy tại sao bạn không thử ngay thuốc trừ sâu Yaboco? Đây là thuốc trừ sâu cao cấp, phổ rộng, có sự kết hợp và cộng hưởng hoàn hảo của hai loại hoạt chất tiên tiến, đó chính là Lambda-Cyhalothrin và Thiamethoxam. Thuốc có tính lưu dẫn, thấm sâu và di chuyển mạnh trong cây, phòng trị và triệt để hiệu quả kéo dài, đặc trị các loại sâu như sâu vẽ bùa, rầy xanh, bọ nhảy hay cả bọ phấn trắng, rầy nâu, ruồi vàng, hại cây trồng. Khi mà ta sử dụng liều lượng là 0,1 đến 0,3 lít trên 1 hecta, lượng nước phun là 400 lít trên 1 hecta, phun thuốc khi rầy cám ra lộ. Nhưng thuốc khi sử dụng 14 ngày, bà con muốn mua có thể liên hệ số hotline 0776 400 038 để tư vấn và mua hàng chính hãng, hoặc truy cập vào website kỹsuhuy.vn để biết thêm nhiều thông tin hữu ích hơn nữa nhé.